Hello, xin chào tất cả các chị em. Trong livestream ngày hôm nay của DK Eyebrows Beauty thì chúng mình cùng vào gặp một khách rất là đặc biệt, đó là chị diễn viên Thanh Bi của Người Phán Xử. Vậy bây giờ chúng mình hãy cùng tiến vào xem để xem Master Ngoan Minh Vương của chúng mình làm lông mày cho chị Thanh Bi như thế nào nhé. Hello, xin chào mọi người. Chị Cú Nơ thì chị có thể cho em hỏi một chút là tình trạng lông mày của chị Thanh hiện tại đang như thế nào không ạ? Và chị tình trạng lông mày có bị gặp phải những cái vấn đề gì khó khăn trong cái quá trình làm cho mình không chị? Thanh Bi thì đã từng làm phun xong rồi cho nên là bạn ấy đến DK để hút cái mực cũ ra. Thì hôm qua bạn ấy có cái mực màu đỏ bị trổ đỏ, và sau khi mà hút xong thì hôm nay bạn ấy, bởi vì cái lịch quay phim của bạn ấy hơi dày cho nên là hôm nay mình làm luôn cho bạn ấy. Thì các bạn cũng để thấy là hút tại DK rất là sướng, cái là nó không bị sưng tấy, nó không bị bong chóc, cũng không phải kiêng khem, không phải đợi chờ thời gian lâu, và một vài ngày là các bạn có thể làm được lông mày luôn rồi. Người nào khách hàng nào mà bận ở xa thì mình có thể làm ngay trực tiếp mà không cần phải chờ đợi gì cả. Thanh hôm qua em hút em có cảm thấy đau đớn như không? Hôm qua em hút em không thấy đau gì mà không nhớ. Hôm qua em hút là em không ngủ tê luôn. À đúng rồi, kể cho mọi người là bạn Thanh hôm qua bạn ấy hút mực và bạn ấy không cần ngủ tê luôn, tức là hút sống luôn, và bạn ấy bảo chả đau thế nào. Đấy là một cái điều mà các bạn có thể thấy là laser ở DK thì rất là nhẹ nhàng, chỉ hơi rát rát một tí xíu. Với những người mà có khả năng bình thường như bạn Thanh thôi, là con gái đấy mà nói rằng là hút sống mà chả thấy đau, không cần ngủ tê luôn, rất là giỏi. Bây giờ chị đang làm cho em có thấy đau không? Em không thấy đau ạ. Đấy. Nếu mà các bạn thấy nếu mà đau ấy, thì bạn sẽ phải nhăn nhó khó chịu, nhưng mà hoàn toàn là Thanh không thấy đau nhé, bởi vì ủng tê rồi. Chị ơi, thế thì khi mà mình vừa hút xong như thế thì mình làm luôn thì liệu có bị ảnh hưởng gì trong cái quá trình hồi phục của da không chị? Không ảnh hưởng, bởi vì là cái bước sóng, cái bước xung của PicoMark ấy, laser PicoMark ấy là nó cực kỳ ngắn và tốc độ xung rất là cao, khoảng tầm 10.000 lần trên 10.000 trên một giây. Thế cho nên là khi mà nó nhanh như vậy thì nó không bắt vào da, mà nó khiến cái giảm tối đa cái việc mà ảnh hưởng đến da của mình, cho nên là các bạn có thể làm được lông mày ngay nhé. Còn với những trường hợp nào mà da siêu mỏng hoặc là da giãn tĩnh mạch thì mình có thể để khách hàng chờ đợi một vài ngày. Thì trong cái quá trình mà hút laser như vậy và khử đỏ trong cùng một lần như thế thì liệu so với những cái công nghệ laser khác thì nó bị tổn thương, vậy là cái công nghệ laser của DK là hoàn toàn không gây tổn thương da đúng không chị? Nó chỉ bắt vào mỗi mực thôi. Nó cực kỳ ưu việt, tức là nó là tốt nhất hiện nay trên thế giới. Đây là công nghệ mới nhất và nó sẽ giảm thiểu tối đa cái việc khó chịu hay là sưng tấy hay là chờ đợi, và nó không gây tổn thương hay chai da hay cháy lông hay là rụng lông. Đấy là những cái mà đặc biệt của cái công nghệ laser PicoMax mới nhất tại DK này. Như mọi người có thể thấy thì là lông mày và vùng da của chị Thanh mặc dù hôm qua vừa mới xử lý hút laser xong, tuy nhiên thì vùng da hoàn toàn bình thường, không có một chút nào tổn thương cả. Chính vì thế công nghệ laser PicoMax tại DK hiện nay đang là công nghệ laser hiện đại nhất thế giới, và nó đang là công nghệ ưu việt nhất tại Việt Nam mình. Hiện nay thì DK đang là độc quyền với công nghệ laser PicoMax tại miền Bắc này. Chị ơi, thì tình trạng da của chị Thanh là da dầu hay da khô, và mình hiện tại mình đang làm công nghệ mày gì cho chị Thanh vậy ạ? Tình trạng da của Thanh ấy thì là thứ nhất là bạn ấy bị khuyết lông, tức là cái chỗ có lông thì nó mỏng một chút, sợi lông màu đen, nhưng mà cái chỗ vùng bên cạnh nó lại không có một tí lông nào. Thế cho nên là mình cũng đang sử dụng công nghệ là sợi Hairstrokes kết hợp với cả setting cho bạn Thanh. Tí nữa mình sẽ có thêm một bước setting cho bạn ấy để cái lông mày của bạn trở nên dày dặn hơn. Với cái tình trạng da mà mỏng này, da của bạn Thanh thì cũng hơi bị khô. Thứ nhất là do thời tiết, cái thứ hai là cũng có thể là do cái cơ địa da của bạn ấy khá là khô như vậy, cho nên là khi mà đi vào da ấy, với những cái da khô này đòi hỏi tay nghề của mình rất là cao. Nếu như mình mà đi mà cái lực tay mà không chuẩn thì cái sợi nó sẽ bị vỡ. Cái sợi nó sẽ bị vỡ và đến lúc bong ra thì nó sẽ bị kiểu như là rách ở xung quanh ấy. Nó khiến ra cái sợi của chúng ta không đẹp đẹp. Nhưng mà với Thanh thì cái da này mình vẫn xử lý được và rất là ok thôi. Chị ơi, chị cho em hỏi ngoài lề một chút là có rất nhiều khách hàng nhắn tin hỏi về DK là đối với những cơ địa da mà không ăn mực ấy, thì mình cần phải xử lý như thế nào, và có làm được những cái công nghệ tạo sợi như là điêu khắc hay là Hairstrokes không chị? Thật ra là nó sẽ, nếu như bạn tìm được một cái chuyên gia mà nó tay nghề cao thì người ta sẽ có cái phương án tối ưu cho các bạn. Đầu tiên là về cái việc xử lý về da này, tức là cái lực ở trên da như thế nào để nó khắc phục được với cái tình trạng da mỏng, da dầu. Ngoài ra nữa thì là với vấn đề về màu mực này, rồi về vấn đề công nghệ này, tức là làm sao để đạt được cái độ chính xác cao để khi bong ra thì nó sẽ ăn mực được tối đa. Còn đương nhiên là với những cái người mà tay nghề không cao thì trường hợp khó như thế thì không những là không đẹp mà thậm chí còn dễ bị hỏng, bởi vì da khó thì cái kết cấu da nó không được tốt. Nên là tay nghề người chuyên gia đòi hỏi là phải có cái cách xử lý rất là chuẩn. Qua những chia sẻ của Master Ngoan Minh Vương thì chúng mình có thể thấy là đối với những cơ địa không ăn mực thì chủ yếu phần lớn vẫn là do chuyên gia chứ không phải là do cơ địa của khách hàng. Bởi không, cơ địa nó cũng có một cái phần tác động nhé. Bởi vì là tức là ví dụ như là với cái cơ địa này ấy, cơ địa này người này tốt ấy, thì cùng một tay nghề như tôi chẳng hạn, tôi sẽ ở kiến cho bạn ấy là được điểm 10. Với những cái cơ địa khó ăn mực ấy, thì tôi nói với khách hàng luôn là nó chỉ được điểm 8 thôi. Thế đấy là gọi là cái sự cố gắng hết sức để mà khắc phục rồi thì nó được đến điểm 8. Nhưng với các khách hàng tại DK thì họ cũng hiểu rằng là khi mà tôi nói đến là tôi biết trước là nó sẽ được điểm 8 như vậy thì khách hàng cảm thấy rất là vui vẻ, bởi vì là khách hàng đã biết rõ cái cơ địa của mình nhất, bởi vì người đấy là người ta hiểu mình nhất rồi. Cho nên khi mà tôi phân tích được cái tình trạng da và cơ địa thì khách hàng sẽ rất là vui vẻ với cái điểm 8, bởi vì là nếu không phải là tay nghề cao thì cũng không nghĩ là không được điểm 8 và thậm chí còn thấp hơn. Thì đấy là cái điều rất là quan trọng trong cái việc mà các bạn chọn được cái cơ sở uy tín trong vấn đề làm đẹp. Tại DK thì mọi người biết là ở DK thì là chuyên về phun xăm. Nên khi mà chuyên về phun xăm ấy, thì chắc chắn là những cái giải pháp dành cho những cái cặp lông mày khó nó luôn luôn là tối ưu nhất. Như mọi người có thể nhìn thấy là chị Thanh Bi đã hoàn thành xong cặp lông mày của mình và đang chuẩn bị vào những bước tiếp theo của công nghệ Hairstrokes. Cảm ơn chị về những chia sẻ ngày hôm nay chị nhé. Và bây giờ thì mình xin phép được dừng lại livestream này tại đây. Nếu mọi người mà có bất cứ những câu hỏi gì về dịch vụ tại DK thì có thể comment ngay ở dưới livestream này, hoặc là có thể inbox ngay cho DK Eyebrows Beauty để được các chuyên viên tư vấn của DK tư vấn thêm. Ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ của DK cũng như là có những thắc mắc gì mình có muốn tham khảo thêm thì có thể xem những livestream tiếp theo, hoặc là có thể tham khảo những hình ảnh cũng như là clip được post trên fanpage DK Eyebrows Beauty nhé. Và không để làm mất thời gian của mọi người nữa, mình xin phép được dừng lại livestream này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những livestream lần sau. Xin chào. Bye bye.